Thưa quý vị, nằm tại vị trí cửa ngõ phía bắc của trung tâm thành phố Quảng Ngãi, bên dòng sông Trà Khúc, dòng sông đã mang nguồn cảm xúc sáng tác cho thơ ca, nhạc họa. Chợ đêm sông Trà có nhiều lợi thế thu hút khách tham quan. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan, ẩm thực của người dân vào ban đêm, chợ đêm sông Trà còn được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn văn hóa cho đô thị Quảng Ngãi. Đêm đã về khuya, khi thành phố đã chìm sâu vào sự tĩnh lặng, thì ở chợ đêm sông Trà, sự ồn ào náo nhiệt vẫn không hề giảm bớt bởi sự tấp nập của người mua kẻ bán. Mua sắm hàng hóa ở chợ đêm đã trở thành thói quen của một bộ phận cư dân, nhất là những người vì bận học tập, làm việc vào ban ngày. Em thích đi chợ đêm bởi vì chợ đêm có nhiều đồ đẹp, mà buổi ngày thì em đi học rồi đi làm nên không có thời gian đi. Buổi đêm thì em hay đi chợ mua, thích mua đồ, quần áo ở đây rồi có những đồ handmade như là mỹ phẩm tự tạo hay là vòng tay, giá cũng phải chăng đấy. Chợ đêm sông Trà còn là địa chỉ tham quan của khách du lịch khi đến với thành phố Quảng Ngãi. Với nhiều du khách đến với chợ đêm không chỉ để được lang thang, tận hưởng không gian thi vị về đêm bên dòng Trà Khúc, mà còn được nhìn ngắm, lựa chọn và mua sắm hàng hóa để làm quà lưu niệm sau chuyến đi xa. Mà lần đầu tiên em ra chợ đêm sông Trà thì nói chung là em thấy hàng rất đông phong phú và nó có nhiều cái điểm nhấn như là một số cái giày dép cũng như là đồ trang sức. Thì so với Sài Gòn thì nó cũng tương đối đầy đủ rồi. Và nói chung là đây là một cảm giác rất lạ cho em từ Hồ Chí Minh vào đây. Nhu cầu tham quan mua sắm tăng thì số lượng khách ngày một thêm đông đã quyết định sự sống còn cho chợ đêm sông Trà cũng như sinh kế của những hộ kinh doanh. Chợ đêm thì nó rất vui, mà giờ là mỗi ngày là khách nó rất là đông, khách viếng thăm du lịch, người ta ghé người ta chơi thăm rồi đi dạo mát. Mình bán cái giá cả ở đây nó cũng bình dân, nó vừa thôi chứ nó không đắt, người ta cũng dễ mua, dễ bán. Nếu như giải quyết tốt các vấn đề về trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và có thêm nhiều gian hàng quảng bá các sản vật truyền thống ở địa phương, chợ đêm sông Trà không chỉ là điểm nhấn cho hoạt động thương mại du lịch mà còn thể hiện nét văn hóa của vùng đất sông Trà núi Ấn.